Cập nhật chuyển động bóng đá trên giấc mơ bóng đá TV. U23 Việt Nam làm được hơn thế hệ Thường Châu. Dù một thế hệ thi đấu thiếu ấn tượng, nhạt nhòa và thiếu cá tính nhưng đây là lần hiếm hoi U23 Việt Nam vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng. Ngay cả thế hệ làm nên kỳ tích Thường Châu trước đó cũng dự vòng loại tại thành phố Hồ Chí Minh với tấm vé vớt. Trận đấu vừa kết thúc trên sân đấu lần Amuzakop, Kyrgyzstan cũng là trận cuối cùng bảng Y vòng loại U23 châu Á, Việt Nam đã đánh bại Myanmar 1-0. Bàn thắng duy nhất trận do Công Thanh Minh ghi phút 59. Chừng đó là đủ giúp U23 Việt Nam lên ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối kèm tấm vé chính thức dự vòng chung kết U23 châu Á. Đó là tình huống Hai Long xuất phạt dọc biên phải theo hướng tấn công, bóng được rót vào trung lộ rồi trong đám đông cầu thủ hai đội Thanh Minh đã bật cao đánh đầu cực đẹp ở cự ly gần, bóng bay cực căng, thủ môn của Myanmar không có thời gian phản xạ. Đó là bàn thắng đẹp. Tuy nhiên đây là một trận đấu chất lượng chuyên môn không cao. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, thông điệp dường như đã cho thấy từ phía Myanmar muốn một trận hòa. Nếu điều này xảy ra trong 90 phút thì cả hai đội cùng góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á. Sau đó hai đội tiến hành đá luân lưu để phân định ngôi thứ. Tuy nhiên khi hiệp 1 không có bàn thắng thì sang hiệp 2, Việt Nam đã thể hiện thanh thoát hơn và đã có bàn thắng từ tình huống cố định ở phút 59. Một trận đấu nát vụn vì tiểu xảo của hai đội, trong đó ngay 21 phút đầu trận, Việt Nam đã có hai thẻ vàng. Cùng với đó là những pha nằm sân, trọng tài dừng trận đấu, giải thích cho cầu thủ. Đó là những gì hai đội thể hiện ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Việt Nam quyết tâm thắng nên chơi mạch lạc hơn, nhưng vẫn phải ưu tiên hàng đầu là không thể thua bàn. Cuối cùng bàn thắng đến phút 59 cho Việt Nam, trận đấu trở nên đáng xem hơn. Myanmar dâng cao đội hình, chơi nhanh hơn nhằm tìm bàn thắng san bằng cũng là tấm vé đi vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên Myanmar đã không thể làm được. Đã vậy phút 79, cầu thủ Vina Sow lại chơi bóng cộc cằn và thô bạo với cầu thủ Việt Nam để dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp. Thua bàn và thua người Myanmar đã không thể có điểm trước Việt Nam. Một trận đấu có đến 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.